Otsuke, chào mừng các bạn đã đến với channel Cholobi. Video này chúng ta sẽ đến với ca khúc Phía sau một cô gái của nhạc sĩ Tim Cookie và được trình bày rất là thành công bởi Subin Hoàng Sơn. Phần hướng dẫn của mình sẽ bao gồm là hợp âm, intro, cách điệu và điểm từng câu với các bạn. Otsuke, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên là phần hợp âm. Otsuke, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hợp âm của bài này. Hợp âm của bài này chúng ta sẽ sử dụng 8 hợp âm. Các bạn nghe qua thì 8 hợp âm rất là nóng lạnh đúng không? Thực chất ra có 2 hợp âm chúng ta sử dụng rất ít, đó là mi trưởng và son 7. Vâng, để đỡ mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ vào luôn chi tiết các hợp âm. Các bạn có thể xem cái hình đồ họa bên dưới và thê bám của mình nha. Đầu tiên là đô thứ 7. Dây bass dây 5. Các bạn có thể đổi thành đô trưởng hoặc đô thứ 7 gì cũng được thôi. Nó khác nhau là đô trưởng chúng ta bấm nhẹ đúng không? Chúng ta bỏ ngón trỏ ra được đô thứ 7 ngay. Và tội tình gì chúng ta không chơi đô thứ 7 cho nó nghe nó lạ lạ một tí. Chúng ta đổi gió một tí xíu vào bài hát này. Tiếp theo là la thứ 7. Các bạn có thể bấm la thứ và bỏ ngón áp út ra, chúng ta được la thứ 7. Ok. Rế trưởng, hợp âm quen thuộc. Dây bass dây 4 nha. Son trưởng này, mình khuyên các bạn nên bấm thế tay như thế này. Một thế tay khá là kỳ khôi. Út bấm vào dây thứ nhất, ngăn thứ 3. Áp út 6, ngăn thứ 3. Giữa 5, dây ngăn thứ 2. Tại sao mình lại khuyên các bạn bấm thế này? Bởi vì khi các bạn chuyển về son 7 dễ hơn. Đó. Ok, son 7. Mi thứ, mi trưởng. Si thứ, si thứ 7. Các bạn bỏ ngón út ra để được si thứ 7. Bấm si thứ nha, bỏ út ra thành si thứ 7. Các bạn xem hình đồ họa và các bạn có thể bấm được thôi. Otsuke, chúng ta chỉ có 8 hợp âm như vậy thôi, rất ít các bạn nha. Mình dạo lại một lần nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta có 8 hợp âm như vậy. Chúc các bạn thành công ở các hợp âm này. Rất là đơn giản các bạn nha. Các bạn cứ yên tâm. Thấy cái tên nó có số 7 nhìn nó ghê ghê như vậy thôi, chứ thực chất ra nó rất là đơn giản. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cách điệu của bài này. Bài này thì thực chất ra các bạn thấy đó là một bài hát rất buồn, sâu lắng, diễn tả một tình cảm friend zone. Không thể nào diễn tả được cái cảm xúc buồn đó. Và chúng ta buồn thì làm sao? Chúng ta buồn chúng ta phải tỉa các bạn ơi. Chúng ta phải tỉa thật là sâu lắng. Để tỉa sao cho nó hay, sao cho nó dễ hát thì các bạn cứ chú tâm vào bass. Còn những dây mà chúng ta tỉa bên dưới, chúng ta cũng thoải mái một tí, có thể gọi là freestyle một tí, tức là chúng ta có thể thoải mái tỉa như nào cũng được, chứ không cần thiết phải theo một cái công thức nào đó. Nhưng cái bass rất là quan trọng. Chúng ta vào câu phải đúng bass. Ví dụ nhiều khi anh phải nhấn cho đúng. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra, ví dụ vậy. Thậm chí chúng ta chỉ tỉa nhẹ xuống như vậy cũng được. Nhưng mà muốn cho cái bài mình nó không có bị kiểu nó ngắt á, ngắt ngang, thì các bạn nên tỉa cho nó đều dây ra. Ví dụ nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả. Thay vì thì cách tỉa, các bạn có thể tỉa rất là nhiều dây như thế này. Bát, ví dụ đang bấm la thứ 7. Bát 4 3 2 1. Còn ví dụ như là son đi ha. Bát 5 4 3 2 thôi. Đừng nhiều quá. Ok. Thì cái tỉa này các bạn cứ chú tâm vào bát thôi. Còn các dây á, các bạn có thể tỉa từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Tức là từ là dây trên nè, dây số lớn á, ví dụ 3 2 1 hoặc 1 2 3 cũng được. Tại vì
mình hướng dẫn các bạn á, thì mình sẽ không có một cái công thức rõ ràng nào cả. Và mình chỉ nói là các bạn nên nhấn bass cho kỹ, thì chắc chắn cái bài của bạn kỹ và hay thôi, các bạn cứ yên tâm. Và các dây này các bạn cũng có thể sử dụng một kỹ thuật. Lâu lâu chúng ta nên sử dụng một kỹ thuật lạ trong đó để cho nó, cái bài của mình nó không có bị nhàm nhàm. Chúng ta chơi dây bass và 3-2-1 một lúc. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả, thay vì nói về cách quạt giả thì thực chất bài này mình khuyên các bạn không nên quạt giả theo kiểu ballad, disco hay là một cái kiểu nào cả, bởi vì bài này rất là sâu lắng. Và mình có một cách chơi cho các bạn như thế này. Bass 3-2-1 chập kéo đổi hợp âm. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Nếu như bạn nào mà không muốn dứt dứt câu như mình á, không, tức là không có ngừng lại như vậy, thì các bạn chơi hai lần kéo ra, ví dụ Bass 3-2-1 đập kéo, rồi kéo lần nữa đổi hợp âm, thì nó sẽ đều hơn, nó sẽ không có bị dừng lại. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta có thể kéo hai lần như vậy. Rất đơn giản. Thực chất ra thì nếu mình chơi, mình điểm thì mình chỉ tỉa thôi, chứ mình không có chơi theo kiểu như vậy. Nhưng mà sợ các bạn nói mình chơi như vậy thì nhàm chán quá, thì mình sẽ nói lý do tại sao mình chỉ chơi tỉa thôi. Bởi vì bài này rất là sâu lắng, rất là buồn, và cũng rất là khó hát ở phần điệp khúc. Hơi rồi nói chung phải dồn hơi, rồi phải sử dụng giọng máy gì tùm lum tà la. Thì nếu các bạn quá tập trung vào chúng ta điểm cái kỹ thuật thì các bạn sẽ quên đi chúng ta phải hát như thế nào. Còn đơn giản, điệp khúc: nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa em hơn. Thì chúng ta có thể tập trung hơn vào giọng hát. Còn tỉa thôi, miễn là chúng ta hát được hay, sâu lắng, thì miễn là các bạn đệm như nào cũng cảm thấy hay thôi. Còn cái phần điểm như nào, nhấn bass như nào, chúng ta sẽ tập ở hát từng câu các bạn nha. Còn lời khuyên cá nhân của mình á, thì các bạn cũng không nên phô diễn quá nhiều kỹ thuật guitar để rồi làm mờ đi giọng hát của mình. Video này là video hướng dẫn điểm hát, điểm và hát, chứ không phải hướng dẫn các bạn dơ đàn như thế nào bài này nhé. Ô sừ kê, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần intro. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần intro của bài này. Intro thì thực chất ra các bạn nên chơi một cái tốc độ chậm như vậy, chứ không phải là mình làm chậm đi các bạn nhìn. Không đâu, bây giờ mình sẽ vào chậm thực sự đây này. Mình sẽ vào chi tiết các bạn nha. Chúng ta sẽ bấm dây 2, chuẩn bị bấm ngón út vào dây thứ 2 ngăn thứ 3, tè tè la thứ 7, bát và 3-2-1 luôn. Đó. Thì tiếp theo là dây 2, bấm ngón út vào dây thứ nhất ngăn thứ 3, bấm vào C thứ 7, bass và 3-2-1. Thì dây 2 một lần nữa. Chơi dây bass là dây 6 và ngón áp út các bạn kéo luyến dây từ ngăn thứ 2 lên ngăn thứ 4. Tỉa một cái kéo liền. Đó. Xong kéo ngược về nữa. Lại nha. Rồi dây thứ 4,
kéo lên ngăn từ cũng ngăn thứ hai lên ngăn thứ tư luôn. Bấm mi thứ. Đấy nha. À, ví dụ từ đây nha. À, tiếp theo tương tự cái kia, nhưng tới đây lại khác một tí, ngắt ra đàng hoàng, vẫn là C thứ bảy. Bát đôi một. Mi trưởng. Ok, chỉ ngắn phần, ngắn gọn như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ chơi lại thật chậm nha các bạn. Chắc ra intro này rất là dễ luôn các bạn ơi. Thì mình chơi như vậy và mình hướng dẫn như vậy, mình rất là mong các bạn cũng có thể sử dụng và chơi được cái intro này. Và các bạn nên chơi chậm chậm để bắt vào hát nha, chứ không cần thiết phải phô diễn kỹ thuật đồ kinh khủng đâu, bởi vì bài này sâu lắng mà bài này phải chậm nha các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hát từng câu. Thì các bạn có thể vừa quan sát cái lời bài hát cũng như hợp âm trên đây. Và các bạn đừng thắc mắc tại sao lại hợp âm trên này và mình chơi khác, tại mình cũng tùy hứng lắm. Và nhưng mình đã nói cái hợp âm ví dụ như la thứ bảy, đô thứ bảy thì các bạn có thể sử dụng là la thứ hoặc là đô trưởng cũng được. Với lại si thứ bảy các bạn có thể sử dụng si thứ cũng được, không nhất thiết là chúng ta phải theo thằng Jollibee. Thằng đó thì các bạn không nên tin đâu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, bây giờ ở lộn, vô hát chứ. Nhiều khi anh muốn được một lần nói ra hết tất cả, thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Ngay chỗ này chúng ta chơi thêm một lần mi thứ nữa. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để dồn lệ nào đường rơi, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sóng mong chốc thu bé lại, vừa bằng nguồn cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên, dù không nắm tay nhưng đường chung và từ ấy anh mất anh hồn nhiên. Thì sẽ có từ mãi mãi và đến lạ nó hơi cao, thì các bạn có thể sử dụng giọng giọng mái, giọng gió, cái giọng gì đó các bạn gọi tên sao cũng được, miễn là cái đó là một cái giọng trả thanh. Ok, ở thực chất là nếu các bạn cố gắng bạn hát lớn thì chắc cũng lên được, tại vì chúng ta không có chơi đúng tông của subin, chúng ta không cabo mà. Subin đúng là chúng ta kẹp cabo ngang một, và bài này chúng ta cũng có lên một tông khi mà chúng ta sử dụng điệp khúc phần sau của bài hát đó. Nhưng mà các bạn có thể không cần thiết phải bám theo, bởi vì chúng ta là cover mà, chúng ta không cần thiết phải giống bản gốc. Câu tiếp theo. Chẳng một ai có thể càng đường trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Đừng ai căng ngăn tôi, khuyên tôi buông xuôi, vì yêu không
có lỗi. Thế chứ các bạn thấy mình chơi tỉa nó rất là không giống nhau. Thậm chí chỉ bát 3-2-1, 3-2-1 nữa, nó không có giống mình chỉ đúng không? Nó không có giống mình hướng dẫn trước. Tại sao lại như vậy? Tại vì nó tùy cái tốc độ các bạn chơi. Nhanh thì các bạn có thể chơi khác, chậm thì phải tỉa dày hơn một tí để cho nó đừng có loãng, đừng có cảm giác nó kiểu nó nhạt nhòa kiểu vậy. Nhanh thì chúng ta có thể, còn mà kiểu chúng ta chậm quá chúng ta phải tỉa cho nó đều đều lại, tức là thêm cái những cái dây 1, 2, 3 này cho nó đều lại. Đó là một cái kinh nghiệm mà mình rút ra cho các bạn. Chẳng một ai có thể chặn đường trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Đừng ai cản ngăn tôi buồn, đừng ai cản ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Ai cũng mơ muốn khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ ai nhặt đưa đón buổi chiều. Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người ngâm canh, năm canh ngủ say. Tiếp tục một lần nữa điệp khúc. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Một video này thì thực chất ra mình cũng không có định làm, bởi vì rất là nhiều người làm rồi. Và đây là một cái yêu cầu của các bạn bình luận dưới video trước của mình. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở video bài nào hot mà mình sẽ cố gắng làm cho lẹ để các bạn khỏi phải mong chờ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhau và hẹn gặp nhau ở video tiếp theo nhé.